Chào mừng các bạn tiếp tục trở lại với series tập luyện dọn bàn cùng Magic Shop. Vâng ạ, hãy giúp tôi chia sẻ clip cũng như là hãy follow để giúp tôi sớm đạt được cái mốc 100.000 follow các bạn nhé. Vâng, cú phá điều con bi số 1. Tuy nhiên bi số 2 lại nằm ở một vị trí khá là không thuận lợi. Nào, chúng ta sẽ phân tích sơ qua một chút cái ván đấu này. Bi chìa khóa luôn luôn là bi số 1. Vâng, mở được bi số 1, chúng ta có thể quan sát thấy rằng là hướng ăn 2 có góc này. Tuy nhiên góc này thì có vị trí bên này và vị trí bên này rất là khó. Vậy thì chúng ta có thể quan sát thấy vị trí này là một vị trí đẹp để bấm đứng im con 2 và dễ dàng điều con 3. Vâng, cái nó sẽ nằm ở hướng con phin này. Và tiếp theo nữa chúng ta thấy rằng là tâm bi trong tình huống này sẽ chạy vuông góc và sau đó chúng ta sẽ đặt áp phê về bên này. Vậy hướng mũi gậy trong tình huống này là tầm giữa 3 rưỡi các bạn nhé. Sẽ là một cú điều vờ 9 điểm thôi các bạn ạ. Hơi thiếu góc một tí. Vâng, nếu như mà bị thấp mũi gậy và cao mũi gậy một tí thì ra thẳng con B2 sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên đây vẫn là một tình huống hoàn toàn có thể xử lý được. Thẳng con B3, vâng, không tốt, má dưới rất khó có thể điều. Và má trên, vâng, chúng ta có thể thấy má trên con B3 là một lựa chọn ok. Mũi gậy sẽ đặt vào hướng đỉnh BAP bên tay phải một chút ra. Rồi, rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phân tích tình huống con bi 5 ra con bi số 6. Tình huống này ăn con bi 3 thì nó sẽ bị văng ra đây và hướng ra đây. Chúng ta hoàn toàn có thể xử lý một phương án đó là đẩy hai băng để điều con bi 5 tít. Kèm với đấy thì chúng ta có thể quan sát thấy hoàn toàn có thể đánh con 5 lỗ 10 với chúng ta đẩy một góc cu lê và dựng thẳng lên đây. Vậy trong tình huống này chúng ta nên ưu tiên đường đơn giản hơn. Đó là đẩy nhẹ một băng áp phê cổng, cái sẽ qua mặt con 9 một tí. Vâng, mũi gậy trong tình huống này là 11 giờ. Vâng, một vị trí khá là thuận lợi. Vâng, và đây là một tình huống rất hay các bạn ạ. Tình huống con bi 6. Vâng, nếu như mà má trên con bi 6 chúng ta sẽ phải xử lý kỹ thuật rất khó để điều con 7. Vậy vị trí đẹp cho con 6 sẽ phải là thẳng hoặc là má dưới con bi 6. Nhưng chúng ta quan sát tình huống con 5 này, vâng, hoàn toàn là một là chúng ta sẽ đẩy nhẹ để cái ra đây. Hai là chúng ta sẽ chọn đánh lỗ góc để một băng lên đây. Chúng ta sẽ phân tích tình huống đánh nhẹ. Vâng, nếu đánh nhẹ được chúng ta sẽ chọn đánh nhẹ. Đây là hướng thẳng. Vâng, để kiểm soát lực ở đây, hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật đánh nhẹ được. Nào, đẩy nhẹ con bi số 5. Vâng, tuy nhiên rằng nếu như các bạn mà không đánh nhẹ được thì các bạn nên chọn hẳn đường đánh tít các bạn nhé. Bởi vì tình huống như vậy nếu sai má con 6 cái dễ dẫn đến hỏng bi luôn. Tiếp tục chúng ta sẽ phân tích con bi số 7. Vâng, tất nhiên là gì ạ? Nếu như má bên này con bi số 7 thì cái sẽ chạy rất nhiều. Vậy chúng ta sẽ ưu tiên chọn thẳng con bi số 7 hoặc là má bên trái. Trong tình huống này chúng ta cố gắng trô lấy thẳng con bi 7 để bấm đứng nghiêm được 8 dễ nhất. Vâng, trô nhẹ về một tí hướng 6 giờ. Ok, hơi quá một chút, không sao. Tính toán của tôi đã hơi bị quá một chút. Và bây giờ bài toán chúng ta sẽ phải phân tích con bi số 8. Thẳng con bi 8 rất khó để có thể điều con bi 9. Vậy má dưới con bi 8 thì sao? Vâng, má dưới con bi 8 thì sẽ đẩy một băng điều con 9 vô cùng thuận lợi. Má trên con bi 8 thì chúng ta sẽ đẩy hai băng. Tuy nhiên trong tình huống này thì thuận lợi hơn để ăn con bi 7 điều, chúng ta sẽ lấy má dưới con bi 8. Vâng, và đơn giản là gì ạ? Chúng ta sẽ đẩy 12 giờ để con bi cái sẽ đập vào đây và ra má dưới con 8. Vâng, một vị trí khá thuận lợi để có thể đẩy một băng hoặc trích. Bài toán bây giờ tiếp tục chúng ta có thể thấy cái góc này thì nếu như chúng ta đánh tâm bi nó sẽ chạy ra như thế này. Ok, rất đẹp cho con bi 9. Kèm với đấy là trô về cũng là một phương án hoàn hảo. Và thứ ba là có thể đánh một băng, hoàn toàn là ba lựa chọn cho tình huống này. Vậy chúng ta sẽ chọn đường nào
cho tối ưu, cho an toàn nhất, thì thứ nhất là chúng ta sẽ phụ thuộc vào cảm nhận hoặc là cái sở trường của chúng ta. Tuy nhiên với tôi trong tình huống này, tôi thấy đánh một băng nó sẽ là một đường rất an toàn cho điều con bì số 9. Tôi sẽ chọn đánh một băng. 1 giờ AP bên tay phải một chút. Vâng, các bạn có thể thấy là con cái ra vô cùng đẹp cho con bì số 9. Và bây giờ ở cái vị trí cái sát băng này thì các bạn lưu ý là luôn hạ nhẹ tay xuống chứ đừng có chổng lên đục các bạn nhé. Đục sẽ là rủi ro trượt bì rất cao. 12 giờ. Và các bạn lưu ý là khi con bi sát băng chúng ta kết thúc cố gắng im mũi gậy 1 giây. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo nhé.